quý ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả, thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân quận 7 về việc tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng quận 7 lần thứ 10 năm 2015 nhằm thiết thực chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 năm 2015. Kỷ niệm 18 năm thành lập quận 7 1 tháng 4 1997 1 tháng 4 năm 2015. Chào mừng đại hội đảng bộ quận 7 nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời hòa mình theo tiến trình đổi mới phát triển của quê hương quận 7 ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hôm nay, đơn vị phường Tân Phú mang đến hội diễn văn nghệ với chủ đề Hương sắc Việt Nam gồm các tiết mục sau đây: 1. Hợp xướng rạng rỡ Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh. 2. Song ca Tình bát sáng đời ta sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. 3. Múa tiếng chày trên sóc Bom Bo sáng tác nhạc sĩ Xuân Hồng. 4. Song ca hoạt cảnh quận 7 tình yêu và nỗi nhớ. 5. Đơn ca múa nơi đảo xa sáng tác Thế Song. 6. Liên khúc tốc ca áo xanh tình nguyện dấu chân tình nguyện. Hy vọng rằng những tiết mục đặc sắc của phường Tân Phú sẽ góp phần nào những đóa hoa tươi thắm cho quận 7 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Và sau đây, chương trình văn nghệ của phường Tân Phú xin được phép bắt đầu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của người là trường học lớn, là tấm gương đạo đức có sức mạnh, tinh thần kỳ diệu, tỏa sáng cho chúng con học tập và noi theo. Trong trái tim Việt Nam, tâm hồn con người Việt Nam, hình ảnh Bác như ngọn đuốc soi đường để bây giờ và ngàn đời sau, chúng con tiếp bước xây dựng quê hương đất nước ngày càng thịnh hưng và giàu đẹp. Trong trận đấu ta mạnh trơn tiến tới
1965, khu ủy khu 10 và bộ chỉ huy quân sự miền quyết định mở chiến dịch Đồng Xoài - Phước Long để chuẩn bị lương thực cho bộ đội. Người dân Xuyên từ nương rẫy đến bưng bầu, nô nức tuốt lúa tập trung thóc vào kho hậu cần, già trẻ gái trai sóc bơm bo và vùng gác nhau huy động toàn bộ gói chày ngày đêm giã gạo. Tiếng chày cua cắt cùng cung cắt cùng cung dưới ánh đuốc lùa ô bập bùng trong đêm chiến khu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ca khúc nổi tiếng của mình vào năm 1965 với giai điệu mô phỏng âm thanh nhịp chày cua và nhịp giã gạo hết sức độc đáo. Bài hát đã tạo nên một sức hấp dẫn đặc biệt, hào hùng như huyền thoại, đẹp của người Xuyên, giàu lòng yêu nước của người Việt Nam kiên cường anh dũng trước quân thù. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngày 1 tháng 4 năm 1997, quận 7 được hình thành từ 5 xã phía Bắc và một phần thị trấn Nhà Bè, đa số là đất nông nghiệp và sông ngòi dày đặc. Qua 18 năm thành lập và phát triển, từ một vùng ven mới quy hoạch, quận 7 đã trở thành một khu đô thị mới kiểu mẫu, góp sức mình vào sự phát triển chung của thành phố. Và chắc chắn rằng trong tương lai, quận 7 của chúng ta sẽ phát triển ngày một giàu đẹp hơn, phát triển hơn, vì nơi này có những người con quận 7 không bao giờ khuất phục trước khó khăn, luôn nhiệt huyết xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
Nước ta là một quốc gia nằm ở cửa ngõ Biển Đông, khu vực giao thương hàng hải của thế giới. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.200 km2 với tầm nhìn chiến lược vượt thời đại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm bảo vệ chủ quyền bản đảo biển đảo của quê hương. Tháng 3 năm 1961, nhân dịp đến thăm bộ đội hải quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Đó cũng là quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi năm có biết bao tầng lớp thanh niên đã nguyện hy sinh mình để xung phong đến nơi đầu ngọn gió. Và có những chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại với biển cả mênh mông. Họ đã đi vào thơ ca sử sách và trở thành bất tử. Thank you.
Bác Hồ hai tiếng gọi gần gũi, thân thương và vô cùng thiêng liêng ấy luôn là niềm tự hào lớn lao của thế hệ trẻ. Với bác, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Thanh niên khắp mọi miền tổ quốc luôn nhận thức rõ vai trò tuổi trẻ với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nhớ ơn bác, thực hiện theo lời dạy của bác, thế hệ tuổi trẻ quân bài quân nhà luôn nguyện suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện đem như hướng
tiền. Dưới cờ đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới. Không ngại gian khổ, nhưng dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao. Nhưng dấu chân tình nguyện đánh như ước mơ xa. Nhưng dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao. Quý lãnh đạo, ban giám khảo, quý vị giám khảo, khán giả, chúc quý vị khán giả dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt.